Cái đầu tiên đấy là phần chỉnh sửa. Đấy, trong phần chỉnh sửa nó có phần nữa là phần xóa. À, mình nhấn vào mình xóa thôi. Và mình làm mịn, nó giống như lúc nãy ấy. À, mình có thể làm mịn mặt. Đó. Hoặc là gì ạ? Làm mịn cơ thể. Cái này mình điều chỉnh cơ thể này. Mình muốn vai rộng ra này. Đấy, vai rộng ra này. Anh chị em thấy không ạ? Vai rộng, vai hẹp này. Đấy. Rồi. Vai là cao lên này, thấp xuống này. Được chưa ạ? Rồi cánh tay. Đấy, mình muốn cánh tay gần gầy hay là mập này. Được chưa ạ? Rồi cổ. Đấy, mình muốn cổ thon vào hay là to ra này. Anh chị em thấy không ạ? Điều chỉnh được hết. Rồi, đây là các tính năng pro nhé. Rồi làm thon chân này, chỗ này khu này không có chân. Đấy, làm thon cơ thể này. Ví dụ như này. Đấy, mình kéo vào này. Đấy, thì cái cả cơ thể của cô ấy sẽ dạng sẽ gầy đi. Trong cô này sẽ gầy đi. Đấy, được chưa ạ? Rồi eo thì là nó sẽ chết cái eo, chỉ riêng cái eo nó nhỏ vào thôi. Đấy, anh chị em thấy không? Chỉ riêng cái eo nó nhỏ vào thôi. Để ý không ạ? Cái eo nó nhỏ vào thôi. Đấy. Rồi đầu. Mình cho cái đầu nó nhỏ lại, hay to ra, nhỏ lại, hay to ra. Đấy. Hoặc là ngực. Đấy, mình cho ngực to ra. Đấy, hoặc là nhỏ đi. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Rồi hông. Mình cho hông to ra, hay nhỏ đi. To ra, nhỏ đi. Đấy. Rồi làm mịn. Mình làm mịn toàn thân nhé, chỗ này làm mịn toàn thân, tăng cường độ sáng toàn thân, cả thân, cả người luôn, cả thân người nó sẽ sáng hơn, anh chị em thấy không ạ? Đấy, ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh thủ công, ví dụ như là thon thả này. Đó, ở đây là chúng ta có thể kéo ra này, đấy, chúng ta kéo vào này, đấy, mình có thể thay đổi này, đấy, đẩy lên đẩy xuống này, đấy, chúng ta có thể gọi là tinh chỉnh ấy, chúng ta tinh chỉnh ấy vào đúng cái cơ thể của cô ấy, được chưa? Vào đúng cái cơ thẻ thể. Rồi, bên đây chúng ta nhấn là áp dụng, đó, ok không ạ? Đấy là cái phần về làm mịn. À, tiếp theo nữa là cái phần là gì ạ? Biến đổi. Biến đổi thì ở đây là chúng ta có mấy tính năng, ví dụ như phản chiếu là chúng ta sẽ cho nó xoay, nó lật như cái gương ấy. Đấy, lật sang bên, lật như là mình nhìn trong gương ấy. Rồi, xoay, xoay. Đấy, mình có thể xoay. Đó, được chưa? Hoặc là mình cắt. Cắt thì mình có thể là chỉ cắt một phần thôi. Đó, mình chỉ lấy một phần này thôi. Được chưa? Hoặc là mình sẽ có những cái khung hình có sẵn. Cái khung hình có sẵn. Được chưa? Hoặc là mình có thể gì ạ? À, ở đây mình xoay. Đấy, mình nhấn vào cái phần này, mình xoay là bao nhiêu độ đấy. Được chưa ạ? Đấy, thì mình cắt. Sau khi cắt thì cái khung hình nó chỉ còn như này thôi, mình dùng hai ngón tay. Đấy, mình có thể gì ạ? À, mình có thể zoom ra, zoom vào và xoay. Được chưa ạ? Đó. Rồi.